Ok anh em coi Gamlai nha. Gamlai là cái bên lề đúng không? Cái bên lề, thật là cái bên lề này nó hay hơn. Cái bên lề nó hay hơn so với cái mít chích. Mít chích vô toàn là côn đánh này nọ không à. Cái bên lề này coi nó mới hay. Da, để coi. Để tôi coi coi có ai ở đây không. Để tôi coi coi có ai ở đây không. Trần Phúc ha, Công Minh ha, Võ Quốc Khánh ha. Tiện thủ Gam không muốn thi đấu à. Đánh kiểu ôi dồi ôi, vãi cả trưởng. Đánh cho xong hay sao ý. Lucky Man ha. Con Kalista của Celeb đội nào cũng cấm. Đi cấm con Ragat. Đừng. Cảm ơn cô bé cô đơn nha. Mạnh hôm nay nghe nói là chích mũi 3, mũi 4 gì đó. Chắc là đang mệt, không biết có like hay không nha. Không biết nha. Thấy Mạnh kêu là mới chích. Bạn bé giấu tên nha. Có anh em nào ở đâu bây giờ vậy? Có Hôm qua thua thì anh em nào ở đây không vậy? đầu tuần anh cũng gom rồi, em lại anh nói rồi mà kêu đó rồi cũng thua à? Đâu để tôi coi Đầu tuần anh Levi cũng nói gì gom á. rồi, em Đầu lại anh tuần anh nói cũng rồi gom tụi em lại. kêu đó rồi cũng thua à? Gì à? Chưa kịp nhìn hết. Đầu tuần anh cũng gom rồi, em lại anh nói rồi mà kêu đó rồi cũng thua à? Nhưng mà cứu cứu đéo nổi hả, kêu đéo nổi hả, cũng thua à? Game từ Tính ra cam chắc cú ha, 3 tuần đầu thua đâu lên clip đâu. Phải vô những cái tuần mà kiểu như là thắng, bây giờ đang vô cái chuỗi thắng á, đang vô cái form phong độ á, lên clip dằn mặt anh em bình luận viên lúc trước chê gam yếu đồ các thứ chẳng hạn. Ví dụ như lỡ nha, lỡ tôi có chê gam đồ các thứ lên dằn mặt liền, dằn mặt hater thật khoảng sự, lúc mà mình học lớp không 10, thật lúc sự mà luôn. nghỉ hè Giờ thì đất lớp lên 10 coi, là vào khoảng năm Media 2013 Gam giờ đất lên coi. và cho đến thời điểm hiện tại thì đã là 9 năm rồi. Còn nếu mà nói về cái khoảng thời gian mình làm game đồ chuyên nghiệp thì đâu đó khoảng 7 năm. Mình nghĩ hành trình của mình đối với tựa game Liên Minh Huyền Thoại thì nó sẽ kết thúc khi mà tựa game này không còn nữa. Còn trên danh nghĩa của một tuyển thủ chuyên nghiệp thì cái hành trình làm tuyển thủ của mình thì mình nghĩ là thời điểm hiện tại mình vẫn còn rất là nhiều cái đam mê và nhiệt huyết và muốn cống hiến trong nghề. Cho nên là mình nghĩ là mình sẽ kết thúc cái sự nghiệp tiền tổ chuyên nghiệp khi mà mình không còn đủ khả năng. Tầm chiến lược cái gì đang khiến cho anh ta có thể hướng tới một cái mặt nạ thống khổ liền vì Emperor người gặp nguy hiểm kích hoạt 3 lần. Tôi cũng vậy. Tôi cũng xin phép với anh em là khi nào mà tôi không còn đủ khả năng để mà làm bình luận viên nữa thì lúc đó là thời điểm mà tôi sẽ lui vào hậu trường sản xuất chương trình, làm những cái chương trình bên lề hoặc là đơn giản là quay camera, đóng góp một phần nhỏ bé của mình vô cái công cuộc phát triển của Liên Minh Huyền Thoại. Còn hoặc là những cái vấn đề mà khách quan bên lề thì mình không có nói, mình không có biết là mình sẽ gặp vấn đề khách quan như thế nào. Ví dụ như là tự nhiên một ngày cái cổ họng của tôi bị tắc, không có nói được như ngày xưa nữa, không có la, không có hét được. Nè hồi chiều nay nè anh em, hồi chiều nay tự nhiên là tôi lưu lại cái clip, lưu lại cái clip mà tôi bình luận. Lưu lại cái clip tôi ngồi tôi bình luận. Đó, để sau này mình coi lại. Để sau này mà mình coi lại. Đó 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 thấy chưa, vẫn đang còn nhiệt huyết lắm anh em à, vẫn đang còn đam mê lắm, ngày ngày vẫn coi Liên Minh, vẫn chơi game Liên Minh, vẫn là một trong những người có một cái cảm nhận về game khá là ổn ở trong cái bộ môn này, vẫn ok anh em à, vẫn ok. Đến một ngày nào đó cái bộ não của tôi nó bị đần, bộ não của tôi nó bị đần thối, nó không suy nghĩ được nhiều á, thì lúc đó chắc là cái thời điểm mà tôi sẽ rút lui ở phía bên trong.
Còn nghĩ tôi không làm huấn luyện viên, làm huấn luyện viên chắc là phải tùy vào cơ duyên anh em. Tại vì làm huấn luyện viên cái công việc của nó khó lắm, nó nhức đầu lắm, nó tốn của mình nhiều thời gian lắm, nên chắc phải chờ cơ duyên. Ví dụ cơ duyên ở đây là vô một cái thế nào đẹp không có vô một cái thế nào đẹp á thì có thể là tôi thử một lần nữa coi. Còn nếu như vô cái thế mà không đẹp, vô cái thế không đẹp ở đây là vô cái thế mà một tổ chức nào đó mà nhìn nó kỳ, hoặc là cái gì mà Sư Đình Lạc Quan nữa, năm sau lấy. Nói chung bây giờ tôi vẫn đang vui lắm anh em, kiểu dạng mình bình luận xong trận đấu mình vui á, khi nào mà hết vui thì lúc đó mới nghỉ. Nhưng mà được một cái là đi làm việc mà nó vui thì cảm giác thoải mái. Nhưng mà má thiệt luôn anh em, giai đoạn vừa qua kiểu như làm nhiều quá nó bị trì con người á, cái lịch. Cảm ơn cô bé cô đơn nha. Làm về liên minh thì lấy gì ăn cha, xạo le quái luôn á. Tôi không làm về liên minh thì bây giờ tôi về nhà tôi xây phòng trọ tôi sống cũng được, vậy tôi thoải mái lắm. Ở nhà tôi ở dưới quê á, có nhiều đất đai đồ các thứ thì tôi xây phòng trọ ở nhà tôi sống cũng được vậy, tha hồ mà không có phải suy nghĩ nhiều nữa, khỏe rảnh háng. Nhưng mà kiểu dạng mình thích mà, mình thích mà mình không làm thì nó uổng. Với lại kiểu như mình không làm cái tự nhiên liên minh hiện tại mất đi một người bình luận viên đầy nhiệt huyết và chuyên môn thì nó lại uổng, kiểu như là nó uổng lắm anh em. Mà nó uổng, cá nhân tôi thấy nó uổng á, nên thôi thôi theo đi, thôi theo đi. Ha, khi nào mà kiểu như là lộ clip set hay là cái gì đó ở lộ, khi nào mà kiểu như là, cảm ơn ai lần nha, khi nào mà kiểu như là lộ không phải kiểu như là bị vấn đề về gì phía bên ngoài á thì lúc đó nghỉ. Sẽ chỉ đổi kim, anh ta không thành công một người tiếp tục quay sang tấn công gây tì. Thôi Vẫn họ là không nói gì tôi nữa ha, coi clip lại gam ha. Anh ta cố được cho mình đắp một kiểu thoát chết. Dày vò thì sao Levi tiếp cận quá sớm. Dày vò đã có Levi nằm xuống và các thành viên đội tuyển Gam đang kêu làm chậm với trường Valery Line. Và Levi không còn đường về khi ta mất tốc biến tiếp tục một lần nữa. Cảm ơn cô bé và cô đơn đội nha. trưởng của Gam phải lên bảng đếm số. Đó là Levi, đó là Style và đó là cả BE, họ mất đi 3 trên 5 người. Con rồng này sẽ thuộc về bên phía của Tiền SEKT ở đâu không như nói hả? vậy. Và DNK sẽ có mạng ở của KT, thậm chí còn đứng hỏi chuyện nhau một chút xíu, hít vài cái lửa hồ ly cho nó bổ phổi, rồi sau đó chọc chết đối phương một cách đầy tàn nhẫn. Cái này SE đang muốn kết thúc không, nhà tôi đâu có này giàu đâu anh chắc em, nhưng chắn mà kiểu như là mình tích góp được á, dành mình là cho vẫn làm được. SPDC Sport và đó là chiến thắng chung cuộc dành cho Tôi có tiền để dành mà anh em, có tiền để dành cưới vợ chứ. Anh em kêu tôi cưới vợ thì tôi có tiền để dành chứ. Thôi bây giờ mình tập trung ha. Bây giờ mình tập trung vô những cái nội dung của game ha. Để coi Levi nói gì nè. Cái giọng của Levi là tôi thấy là cái giọng của Levi là đang hơi bị lạc rồi đó. Chắc là cái khúc này là cái khúc mà mới bệnh. À, phần nào đó thì bệnh nó cũng ảnh hưởng tới cái kết quả ha. À, đợt vừa rồi anh em, đợt vừa rồi tôi nhớ á, là khi mà giải mùa đông á, chuẩn bị đánh playoff á, thì rất nhiều team bị dính Covid. Là nguyên một chuỗi những cái team ở VSET mình bị dính Covid luôn. Nó ảnh hưởng tới cái kết quả thi đấu rất là nhiều. Tại vì bệnh mà anh em. Mà anh em biết rồi đó, bệnh Covid rồi bệnh cảm rồi các thứ nó ảnh hưởng tới sự tập trung của mình rất là nhiều luôn á. À, thì phần nào đó chắc là kết quả đó của Levi yếu cũng bởi vì Levi bị bệnh này, nghe nói thấy bị lạc giọng nè. Phần là do anh nói nhiều rồi, một phần là do nhiều cái quyết định của anh thì bọn em cũng làm theo, nhưng mà anh cần bọn em phải đưa quyết định nhiều hơn, cả team luôn, cả băng hay là bi hay là sơn luôn thì cũng phải đưa quyết định nhiều hơn khi mà anh vào. Em nói gì hơi chứ, là em nói ý kiến gì hơi chứ, là em thấy vậy đó, để làm chơi chơi mấy đó đều được mà. Là em coi trận này, ủa anh Khanh bây giờ nói tiếng Việt rõ vậy, đánh giải như là một trận chơi bình thường của em, nhưng mà nó quan trọng, tức là em phải đánh giải làm sao đánh như lúc em chơi, như lúc em đánh rank là anh thấy em đánh kiểu nó hay hơn, đánh giải nhiều, em hiểu không? Là có tốc biến là dùng, có tốc biến là dùng, à đấy là cái khác biệt. Còn mình thì nhiều khi là ở cơ hội trước mặt thì mình không đánh tốc biến lên, mình sợ tốc biến lên mình làm fail sao, nên mình sửa đấy, mình cứ chủ động lên, mình dùng tốc biến nhiều lên là mình sẽ tự chủ động, dùng tốc biến để outplay chứ không phải dùng tốc biến để chạy. Đấy là các em nhớ, tội là tội, không phải tội tụi mình, tội mấy thằng fan kìa, tội mấy thằng fan nó bị gáy hay nó bị gì thôi. Cảm ơn Nam nha. Ủa sao Donut 5k không hiện? Có mà, Wescan có 5k hiện mà, tôi để ít nhất là 5k, tối thiểu là 5k mà. Chắc nó bị lỗi gì đó. Cảm ơn Nam nhiều nha. Tính ra Levi đùa cái chứ bộ.
đúng là người đội trưởng mẫu mực luôn á chứ. Đúng là người đội trưởng mẫu mực luôn á chứ. Mạnh bị Covid rồi hả? Mạnh mới chích thôi à. Đang lo cho fan cho anh em. Đang lo cho anh em gam con kìa. Thấy chưa? Thấy chưa? Ngoài lo cho team, ngoài lo cho những thằng trẻ như là Elio hay là Style, lo luôn cả anh em gam con ở phía bên ngoài. Quá đỉnh. Má Lê Vy đúng là chuẩn mực luôn, chuẩn mực của người đội trưởng trong team luôn. Quá đỉnh. Mình có ý kiến thì mình cứ đóng góp với nhau, tại vì cái sức mạnh của team là đoàn kết. Yeah. At least in the beginning, mình có thời gian để mình chỉnh lại. At least in the beginning. À, khúc này là khúc mới bắt đầu mùa giải thôi đúng không? Mình làm tốt hơn để mình continue cái đường đi của mình. Tuy nhiên là khó khăn, you know. But you become a legend. Nhưng mà mình... giọng của anh này giống giọng của Semisic quá ha. Mình đi qua được khó khăn mà mình dùng cái đó để mình yeah. Rise, right? So you can only rise when you're at the bottom. Nói hay quá. Keep going, moving forward. Làm sao để mình you know, continue to go into peak state, you know? Thì anh tin là em là người là already champions. Thì các em sẽ tự các em sẽ đứng lên để các em become the legends you guys are born to be. 1 2 Trời ơi, nhìn vô ảnh nói kìa. Anh nói là muốn xách bàn phím lên là vô đánh giải liền luôn á chứ. Cái này là cái sự khác biệt nha. Cái này không phải là tôi chê Buffalo nha, nhưng mà cái này là cái sự khác biệt nha. Buffalo thời của tôi, thời bây giờ tôi không biết nha, thời bây giờ tôi không biết nha. Nhưng thời của tôi Buffalo không có nha. Buffalo thời của tôi là si chết khủng hoảng đúng không? Xong rồi đó, si chết khủng hoảng là tụi bay tự lo nha. Mạnh thằng nào đấy tự lo nha. Á à, đúng đỉnh luôn á. Buffalo thời của tôi mà là được vậy là một cái vương triều nó sẽ được xây dựng mãi mãi. Nó vĩnh cửu mãi mãi. Ai ngờ cái vương triều đó lụi tàn sớm quá anh em à. Vương triều đó lụi tàn sớm quá. Anh em không tin có thể hỏi anh Ren. Bây giờ tôi không biết, bây giờ như thế nào tôi không biết, nhưng mà trước đó Buffalo cũng được vậy anh em. Nó cấu trúc ở phía bên trong nó dễ bị gãy quá. Không có gắn kết được vậy. 2 3 1 Let's go. Have a good day, guys. Hello, hello, hello. Chuẩn bị tập à? Đã vậy tập thể dục nữa hả? Tập yoga nữa. Ở dạo gần đây tôi đang bị khó thở buổi chiều tối anh em. Tôi không biết bị sao nữa. Chắc tôi nghĩ tôi phải nên tập yoga. Có cô giáo tập yoga nào ở nhà không anh em giới thiệu với tôi nha. Giống chú bé nghèo á. À Bảo Ngọc hả? Ờ ha. Đừng có cho team, nếu như thật ra nếu như sau này mà tôi có cơ hội tôi làm một cái team nào đó, tôi hy vọng là tôi không phải trải qua những cái giai đoạn như thế này ha. Buổi sáng cho tôi ngủ ha, cho tôi ngủ đủ giấc ha, tinh thần của tôi thoải mái ha. Tôi ngủ tới 10 giờ tôi dậy ha, xong rồi bước vô 10 giờ tôi chuẩn bị vô đồ các thứ luyện tập ha, tập luyện đồ các thứ ha, ăn uống ha. Thời gian lúc đó cho tôi nghỉ ngơi, xả stress ở trên cái giường nắp nệm ấm ha, chăn êm ha, hoặc là được ngâm bồn ha, ngâm bồn nước nóng ha. Trong cái bồn nước nóng anh em, nó đã nảy sinh rất là nhiều thứ đối với tôi á, nảy sinh rất là nhiều thứ đối với tôi luôn.
mấy cái khái niệm mà tôi vẽ ra đều là lúc mà tôi ngâm bồn, không có chức thoải mái tinh thần. Ở quá anh em à. Mở giò á. 1, 2, 3, go. À mà tính ra anh em kiểu như là thầy Phong trước giờ nghe nói là từ Quân Xu qua ha, nhưng mà chưa thấy một cái vlog nào mà thầy Phong múa đi cái đường quyền. Hồi nãy tập thể dục làm một cái bài quyền liền, làm một cái bài quyền gì khởi động buổi sáng liền ha. Quân Xu bye bye ghê lắm, tôi coi mấy anh mấy chị Quân Xu múa đã lắm. Hãy ăn chuối một cơ bắp khỏe hơn. Vậy là sau một quãng đường rất là dài, mình đã được nhiều mũi. Thời gian này người ta chưa có đuổi tôi mà huấn luyện viên đuổi rồi. Bị có kia rồi. Đúng thì là huấn luyện viên có mới nói chủ luôn. Okay. Tôi không đánh nhưng tim tôi hướng về Gam nha. Ok. Hôm nay tôi vừa bị, tôi chưa sức mạnh cho anh em. Hôm nay tôi vừa bị trời mưa luôn, cảm động không? Có dạy chứ hôm nay 2-0 nè. Liên tục Levi đang chơi người à. Easy Love bị bé con lính solo kill. Hay chăng đây? Easy Love trao đổi gì tức không lại mấy con. Biết dự đoán quá, thấy gặp ASE cái dự đoán 2-0. Bia hay quá. Và anh ta đang bị những con lính hành hạ. Hành hạ từ. Easy Love đang vẫn muốn trao đổi giúp và Levi ta đang kêu gọi những con lính. Và hãy nhìn kia. Easy Love solo kill thua vô danh tiểu tốt. Không thể tin được trong tình huống đánh nhau vừa rồi. Khơi chung hài ghê. Ở trong ván thi đấu thứ hai này. Khơi chung đúng hài luôn. Và ESports họ để cho ván thi đấu này rơi nhẹ vào tay của ta do 2-0 cho anh Gam. Hay quá. Hay quá em trai. Hay quá. Sai khoan không sai đâu. Không có nghe. Bạn bè gồ bao nhiêu tiền nữa. Chấn thương hay là bệnh thì chắc chắn là điều mà không ai mong muốn cả, và đặc biệt đó là trong thể thao. Và Bi thì đang ở trong một cái tình trạng có bệnh và đang khiến cho Gam khá là khó khăn. Tuy nhiên thì rất may bọn mình đã có sự bổ sung Elio ở đoạn đầu mùa, thế nên cũng đã có phương án để có thể thay thế. Trong những tuần thi đấu tiếp theo thì Gam đang thực sự tập trung để có thể tìm cách cải thiện về mặt lối chơi và làm thế nào đó để phù hợp hơn với VSET ở thời điểm hiện tại. Ác dữ. Một phần của Gam thì em nghĩ đó là một điều rất là đặc biệt đối với bản thân em. Em thấy Gam là đội tuyển hội tụ đủ những yếu tố đỉnh nhất của VSET nên em rất thích thử thách này. Cùng đến với một tình huống hãng thành ở cùng đường giữa. Mà tại sao ngày xưa tôi lại từ chối cái lời mời của bên phía Gam ta? Ngày xưa nếu mà tôi nhận cái lời mời của Izumin là bây giờ tôi đang có mặt ở trong cái clip á. Mọi người là đang coi cái clip mà có mặt tôi ở trong đó đó. Nếu như ngày xưa tôi rẽ theo cái nhánh đó. Nếu như ngày xưa mà tôi rẽ theo cái nhánh đó là bây giờ là lên chim, nhiều khi là tôi đeo cái huy chương SEA Games khoe với anh em rồi đó. Nơi mà tôi không biết tại sao ngày xưa tôi lại từ chối nữa chứ. Thế nhiều khi là bây giờ cái clip mà anh em đang coi trước mặt nè. Đó, từ một streamer khác đi là có tôi ở trong đó rồi. Mà nhiều khi hồi nãy là cái clip mà tập cái thể dục đó là không có tôi tập, thay vào đó là tôi đang ngâm bồn ở phía bên trên, kiểu là như vậy. Gam đầu tư với cả 5 thành viên ra đây, họ sẽ không có bất kỳ một công cụ nào đến từ mục tiêu lớn như là cái tinh thể thứ giải, nhưng họ vẫn lao vào giữa hai trụ bên phía đối phương. Đằng sau thì DJ đang được khỏe, anh ta đập chết từ sắc thủ, và Style một lần nữa thì Style lại chọn Style vị trí đứng ngủ thành công. DJ tôi nghĩ rằng anh cảm ơn hai lần nha, rất khỏe. Anh ta chỉ có trừng phạt đụng độ và ngay lập tức được nuốt thành công, còn rất là nhiều. Ném bức coi thường tôi không? Cho Sài Gòn Buffalo, tôi không hiểu điều gì xảy ra mà khi Sài Gòn Buffalo quét sạch Gam mà không chết một ai. Điều không tin, không có quá nhiều giá trị và họ sẽ có chiến thắng 2-0 trước Gam. Không được tin nổi, cả hai game đấu kết thúc ở phút thứ 26. Sao anh em ơi, rất tài làm lại. Ê mà cảm giác ví dụ ha, ví dụ như mà không, bây giờ tôi ví dụ thôi ha, ví dụ tôi trong trường hợp đó tôi sấy sao ta. Ví dụ mà tôi trong trường hợp đó tôi đang có mặt ở trong cái clip này tôi sấy sao ta.
Sấy sao ta? Chắc phải nắm đầu đội trưởng. Chắc phải nắm đầu Lê Vi. Chắc phải nắm đầu Lê Vi. Đi từ Lê Vi đi xuống. Ôi sao? Ở dưới bản đồ vì anh ta biết anh ta đã full clear được vòng đường đầu tiên và thứ anh ta cần chỉ là vòng thứ hai mà thôi. Pha phản công quay ngược trở lại, Levi có mặt, Levi cần phải lựa góc làm choáng. Anh ta hơi chậm với tiếng ủi vai của mình và Stein là người gặp nguy hiểm, mất cái tốc biến. Elio bị giữ chân đu ngược trở về với đồng đội của mình, tốc biến đuổi theo đến từ Dracta, sát thương đầu ra chưa đủ, tốc biến đuổi theo còn kích hoạt chiều quy của mình. Hai điểm đã gục dành cho các thành viên đầu tiên Simrock, có mang tăng tốc vài sách phép cũng không thể làm được gì nữa cả, và đó sẽ là chiến thắng trong ván thi đấu quyết định thuộc về Simrock Esports. Tỷ số 2-1 là tỷ số cuối cùng của cặp trận này nghiêng về Thần Quyền Ba Đầu. Nói chung là em thấy anh em nhìn nhận lại là mình đánh, mình có chiến thuật mình đề ra xong mình đánh rõ ràng, mình đánh vậy thôi, mình đang bính vô thế rồi. Mình chỉ có mình đánh theo pha xong mình lỗi thua thôi chứ không nghĩ là mình thua đâu. Nhắm mắt lại. Không luôn. Đâu, nó bị lỗi anh không biết vậy hiểu không? Em lấy ví dụ. Mình bị lỗi, mình bị cái không ví dụ được. Em yêu em rồi nhưng mà hiện tại mình đang muốn vậy. Đây là bây giờ nó lấy. Cảm ơn Lee Super nha. Vậy sao đúng không? Em bây giờ đang lấy con bây giờ là giờ không biết Việt Nam mà sao biết được. Tao đang nói gì vậy? Đang trao đổi gì vậy? Em bây giờ không muốn vậy. Em yêu em rồi nhưng mà hiện tại mình đang muốn vậy. Đây là bây giờ nó lấy con. Ví dụ mình là nó bích vậy sao? Nó bích vậy thì sao đúng không? Em bây giờ đang lấy con bây giờ là giờ đâu thể bích Grenade. Giờ đâu thể bích Grenade sao biết được? Na mà sao biết được? Cái này lúc này mình tắt ra. Không. Long đây, long đây. Ôi cái dãy nhà gì nhìn nó. Nhìn thấy có mùi tiền ở đây ha anh em ha. Anh em tranh thủ hít ha. À, cái khu nhà nhìn nó có vẻ giàu. À, thơm quá. Mùi tiền thơm quá. Chắc chắn không có trật vượng nào hết trơn á. Thì cảm ơn anh cả Levi rất là nhiều nha. Nhắm mắt đi. Chị sẽ hỏi một câu nha, tất cả các em nhắm mắt nha. Mình sẽ cảm thấy khó khăn này. Mình sẽ cảm thấy tiêu cực này. Mình sẽ cảm thấy không cân bằng này. Mình sẽ cảm thấy làm nhiều lắm đây. Việc và cả tình yêu này nè. Đi cây luôn nha. Trời. Tôi là sẽ không có bị cái tình yêu ha. Ha. Riêng về cái tình yêu là em không có bị ha. À, tập trung 100% cho công việc ha. Hôm nay chị Kỳ để ý lại nha. Là sao được đặt trạng thái big step nhiều như chị vậy? Big step là cho cả đội. Không, cái áo gam màu đỏ đẹp đó nè. Cá nhân tôi khá là thích cái áo gam màu này á. Buffalo cũng có một cái áo màu trắng cũng rất là đẹp. Để bữa nào tôi đi xin mấy team mấy cái áo này nè. Mấy cái áo này nhìn đẹp. Xin về sưu tầm. Sưu tầm. Có thể là sau này á, tôi sẽ treo ở chiếu phía bên trong phòng ngủ của tôi á, những cái áo mà những đội tuyển góp mặt tại chung kết thế giới ha. Chắc đợt này chắc tôi sẽ xin đó. Đẹp nhất là có chữ ký của những vận động viên nữa. Mình xin một trong về những thay mình đổi gần niệm. Đây của tụi mình đó chính là à, có thêm à, hay một chắc tôi sẽ xin nữa này. Và bọn mình vừa mới có một buổi đó là Mindset Training cùng với chị Huyền Phan. Chị đang là giám đốc truyền thông của bên phía CMG Asia, một người có kinh nghiệm làm việc với các vận động viên và những người nổi tiếng. À vậy? Thì với những cái kinh nghiệm đó thì chị đang cố gắng làm thế nào để cho các bạn GAM hiểu được thế nào là cách để có thể đạt được một cái trạng thái đỉnh cao khi đi thi đấu. Trạng thái đỉnh cao, big state, một cái cụm từ mình đang dùng rất là nhiều trong khoảng gian gần đây. Và sau cái buổi này thì các bạn GAM đã phần nào đó hiểu được những cái khúc mắc trong lòng mà các bạn đang gặp phải trong một khoảng thời gian mà không có đồng phong độ tốt. Và hiện tại thì tinh thần các bạn đang rất là thoải mái để chuẩn bị cho quá trình sắp tới. Trạng thái đỉnh cao ha, trạng thái đỉnh cao ha, hay ha. Nói chung á là thua 3 trận thì nó cũng hơi gọi là người ta thấy mình hơi thảm họa xíu. Đang. Nhưng mà cái từ thảm họa nó chỉ đến với đội mà vĩ đại như Việt Nam mới thua 3 trận. Rồi cái câu này đắt giá. Cái câu này hay. Lấy giấy ghi vô liền. Lấy giấy ghi vô liền.
Mình thua 3 trận là bởi vì mình là đội tuyển vĩ đại nhất Việt Nam ở thời điểm này. Nghe thấy nó sướng anh em, nghe thấy nó hừng hực khí thế. Ha, à, được, cái câu này hay. Thôi. Nói chung là thua 3 trận là chuyện quá khứ, nghe không? Nhưng mà chuyện quá khứ thì tụi em không thay đổi được. Nhưng mà cái trận tối nay thay đổi được. À, tụi em cần tập trung vô, hít thở sâu, bình tĩnh. Đánh một trận BO3 hay nhất trong sự nghiệp của em luôn. Ghê vậy. Mới trận giai đoạn vòng bảng. Thôi, nói coi tiếp. Ghê vậy. Pha khích lệ tinh thần ác vậy. Đánh trận hay nhất trong lịch sử sự nghiệp của các em luôn. 1, 2, 3, vô. Ác ha. Lên luôn á chứ. Huấn luyện viên vậy mới là huấn luyện viên chứ. Tôi sẽ học hỏi. Đây chỉ cần những cái tình huống nghe giọng tôi. Và người của bên phía Chelsea Green là bắt buộc phải về nhà hồi phục. Đại bóng tiễn lần này nó chắc chắn trúng bởi vì quá đông thành viên đến từ bên phía của Chelsea Green. Và đó là Hero đã phải lên bảng điểm số. Tiếp theo đó là những thành viên khác đến từ bên phía của team Series. Họ phải dìu dắt nhau ở trong cái bể nước của mình mà thôi. Nhà chính đã bị phá hủy, chiến thắng 2-1 nghiêng về cho bên phía của Gabi Sport. Có cơ duyên. Vô địch rồi. Gặp vô địch rồi. Quay đã. Em bắt đầu là đẹp. Rồi xong mày mở nhạc cái tôi bị bản quyền luôn. Hay lắm. Là anh nhìn điện đường á, mà anh thấy bông hoa là anh cần. Còn anh thấy mà ánh sáng bình thường thì là không cần. Sao? Câu trả lời của tim. Tôi đang suy nghĩ coi. Ủa thằng Hành Cây nó nói cái gì vậy? Tâm kia ra nói câu xàm. Đỡ phải mất công suy nghĩ. Quẹo sâu cải màn cố gắng lội ngược dòng của Gam là 0-10-20 là tỷ số cuối cùng. 26 phút thi đấu, team Quẹo dẫn trước 1-0. Kiểu anh em bị kiểu không có không nghe thông tin của nhau á. Đây là đi đường nó cũng quan trọng đi, nhưng mà mình cố gắng mình nghe thông tin, mình xử lý thông tin trong đội mình cái đã. Mình bị miss cái đó nhiều lắm. Đây là cái phía trong chain á, là mình kiểu như là mình xử lý cái chuyện đó là 7/10, nhưng mà lúc mà đánh giả mình chỉ còn có 5/4 à. Mình bị kiểu tập trung vô cái landing nhiều quá, anh em phải nghe thông tin đồng đội kỹ vô. Let's go. Tiền Quẹo không biết và Lê Vy bắt đầu vào vị trí của mình. Anh ta lao thẳng vào, anh ta bị hất tung lên. Phía bên ngoài này Laurie phi thật. Nhưng ở trong hang bạc rồng thì đó là quá nhiều sát thương của Gam. Vẫn có quá nhiều khoảng trống với Gam. Và họ có được điểm hạ gục, họ có được tình huống Areti lao lên phía trên. Anh ta cố gắng bắn xuống dưới. Và tạm thời Areti đang tạm thời bắn được. Nhưng ta tìm thấy mục tiêu của mình, tốc biến lên dứt điểm thành công xạ thủ Lê Vy. Lấy luôn mảng quà khuyến mãi là CBL. Quách ra kill dành cho Style. Và pha giao tranh đã kết thúc với quét sạch cho Gam và thắng lợi cho họ. Cái chỗ này tôi nói với anh em như thế này nè. Nếu như mà hôm bữa cái đợt mà tôi phỏng vấn với lại Lê Vy á, có một cái câu hỏi này, nếu như anh em nào tinh ý anh em sẽ biết. Đó chính là cái thế trận bây giờ của cái game Liên Minh Huyền Thoại nó hơi khác ngày xưa một chút. Là tôi có hỏi câu Lê Vy á, là Lê Vy đánh giá như thế nào về cái game khi mà cái biến số. Cảm ơn Alien nha. Ồ. đâu ác dữ vậy. Tôi có hỏi Lê Vy về cái câu mà cái thế với lại cái biến số ở trong một cái game á. Game bây giờ người ta đánh theo thế rất là nhiều, thậm chí là những cái tình huống đột biến luôn thì nó đều là những cái bài. Đó là lý do tại vì sao mà tôi nói là những cái đội tuyển mà gặp T1 không cấm con mắt ở khu vực đường để có thể khắc chế những cái pha di chuyển của thằng owner thì đó là cái thế găng của thằng owner đó. Anh em theo cái thế đó đúng không? Mà khi mà tôi nói như vậy là Lê Vy hiểu liền. Nó kiểu là như vậy đó, ha. Mặc dù Style đã... Tại vì trước giờ Gam á là đánh theo cái kiểu là xử lý biến số. Xử lý theo biến số của Lê Vy. Biến số ở đây là biến số có thể là quay lính như thế nào, bla 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 đồ cái thứ á. Thì nó thiên về cái phần đó hơn. Bây giờ họ đang bắt đầu chuyển dịch dần, anh em chuyển dịch dần đánh theo cái kiểu là pick đội hình như thế nào thì sẽ đánh theo cái đội hình như thế.
rất nhiều thời gian để đứng tuyến ngoài và bắn một mục tiêu duy nhất, đó là Glory thôi. Nhưng ở tuyến trong, Ga vẫn có những phương án giao tranh đủ lâu để giúp cho Style trở lại. Và khi Style giải quyết xong Glory, anh ta chuyển sang bắn các thành viên còn lại của Team Wales, thì không ai có thể chịu nổi lượng sát thương đến từ con CV 4 có trang bị hơn này cả. Một ván thắng dành cho Gam sau 30 phút và họ đã có chiến thắng thứ tư của mình tại lượt đi. Clip mình coi hơi lâu ha. Cái đây cười tục cái gì? Em mu thua hả? Rồi, nói chung là đầu mỗi giờ mình chưa thắng cái tuần nào mình thắng hai trận hết đâu, nên là tuần này là tuần đầu tiên đồng cơ bắt lô. Ok, từ anh thêm một câu nữa, mình đã gỡ bỏ cái việc mà không ăn động vật trong tuần này nhá, mình ăn cá voi rồi. Bây giờ quay trở lại việc ăn thịt cho anh em. Ăn thịt. Ai ai và điều quan trọng là đánh phải nghe không thích nói mình đúng rồi. Điều đó cũng nghe bằng thân em. Rồi cứ lôi lôi nha. Mọi người ăn đã nha. 1, 2, 3, go! Trụ bảo vệ là chính sai, bắt đầu liên tục quanh cú pizza. Nhưng làm sao bỏ chạy đây, đối thủ order thêm pizza, cà phê trứng và mạng của một con CV nữa. 18-14 chia xe và họ sẽ đổi chiến thắng trong vạn trận đấu đầu tiên này. Sao? Nãy giờ Gam cho mình đi cách tàu lượng nhiều quá ha, lên xuống cảm xúc nhiều quá ha. Rồi bỏ đi, đây là kinh nghiệm thôi. Let's go game, wow. Woo. Ôi. Bây giờ hơn quá, còn hơn 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 quyết định đánh tấn công người của Đen Kay. Đen Kay định hất tung lên bị dính luôn cả lần của Hoàng và Tành thêm một cách để tẩu thoát, nhưng không được rồi. Hợp chất lượng lại bung ra, nắm công lý đấm vào một người và đó là mà cục thứ hai cho Thiếu Ga bị bỏ. Bài đã điểm và khoảng cách giữa họ và Gam khi mà họ có cái lời giải đó, họ làm rất là đúng. Lời giải của họ là hoàn toàn chuẩn xác luôn. Ember dịch chuyển ra cánh làm tiền đề cho siêu hùng giáng thế đáp xuống, nhưng lúc đó cái khoảng cách chênh lệch giữa hai bên đã là 10.000 tiền. Hai anh em ơi. Cái gì vậy? Góc đại văn tiện chúng ai, Celebrity đã là người hướng cái đại văn tiện đó. Bia đang bị đẩy ra, hợp chất lạng đã được bung ra. Lê Thiếu Bình đang tìm một cách để có thể tấn công. Ember thấy được đối thủ, Ember lao vào tấn công, nhưng dồn cho các thành viên của Gavin Sport. Họ bắt đầu tràn ra tấn công, họ thấy Celebrity, họ có được bàn gục liên tục dành cho Style. Tìm vào Bia và ta đã bị tiếp điểm ngay lập tức sau đó. Phía bên này thì Kia không cần nói tới, Celeb đang phải bỏ chạy, Style liên tục bắn. Đây là dùng cú tên lửa rất chất lượng, bóng đá làm chậm bắn phát thương và đó là Style. Cú quăng quy anh ta đang bị chỉ là ta phải nằm xuống không sao cả. Đây là đại băng tiền, nó giật điểm được Celebrity và Gamesport họ sẽ có được ván thi đấu này. Và Gam đang không thấy có vật cản nào cả trong trận đấu lượt về này, thì đương kim của địch VZ đã lấy được món nợ đã mượn ở lượt đi và tỷ số là 2-1 dành cho Gam. Good job boy. Good job, guys. Good job, guys. Good job, Monkey. Monkey là chơi ngộ không đó hả? Sống của Gam trong hơn một tháng đầy khó khăn vừa qua. Chúng tôi đã có một khởi đầu rất chật vật nhưng các bạn vẫn ở bên cạnh và ủng hộ cho đội tuyển. Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới các bạn tiếp tục là một phần của Gam Fan. Như thường lệ, đây là Gam Live và chúng ta sẽ cùng Rise One. Quá dữ. Nhưng mà mở nhạc ngay cái khúc này có bị bản quyền không vậy mấy anh? Make the call. Who? What do you mean? You know who. It's time. Scam time? You know who.
cái khúc này là cái khúc nhả cho Cường Vẫy Đuối đúng không? Tôi đang dự đoán cái clip tiếp theo, cái clip tiếp theo là sẽ có xuất hiện của Optimus. Hồi bữa tôi thấy một cái hình rồi, cái hình mới post rồi. À, không biết là về làm Chimer hay là về làm team nữa đây. À, được ha, macro trước ha. Anh em mình macro trước ha. Được, nói chung là được, ngon, hấp dẫn á.